Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì xin mời mọi người lên sóng cụ thể một em Tota Brado. Mọi người ơi, thực sự là em xe này với cái chất xe này, mọi người nhìn tổng quan rất chắc chắn đúng không? Và với đây là phiên bản 2.4 mọi người nhé, máy dầu các bác ạ. Với mức tiền hiện nay đang bán ra thì chỉ hơn 900 thôi. Nếu các bác nào mà quan tâm cụ thể em này thì alo trực tiếp cho em nhé. Em này Oddo đi thì cũng mới có hơn 2 vạn xíu thôi mọi người ạ. Em bị nhầm chiếc xe này, Toyota Fortuner mọi người nhé. Toyota Fortuner. Đấy, lúc nãy lại ở nhà cũng vừa có con Brado nữa thì ra là bị nhầm. Toyota Fortuner mọi người nhé. Fortuner. Đấy, tổng quan cụ thể đây. Chúng ta di chuyển đến khu vực phần đuôi xe này. Đấy, rồi là khoang cốp xem là chất lượng chiếc xe còn khá là mới đấy các bạn. Các bác nào mà quan tâm cụ thể về em xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Có một điểm trừ là vì đây là phiên bản thiếu nên chưa có đủ cốp điện mọi người nhé. Thiết kế ghế đằng sau rất là gọn gàng đây mọi người này. Bác nào không sử dụng đến thì chúng ta có thể ngồi ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba. Lốp bụi phòng ở dưới mọi người nhé. Thực tế là trong chiếc xe rất là hoành tráng đúng không? Tiêu hao nhiên liệu của em này vì là máy dầu thì sẽ rơi vào 7,63 lít trên 100 km thôi. Thì bác nào mà đi nhiều thì thực tế là em này đáp ứng cho mọi người rất là tốt nhé. Động cơ 2.4 chưa phải là bản đủ nhưng cơ bản chúng ta đã đáp ứng được cái sử dụng rất là tốt rồi. Và bên trong phần khoang nội thất cũng như là khoang lái đây thì chúng ta sẽ có những tính năng như là như sau đây. Sẽ có nhớ ghế có chỉnh điện các bác nhé. Ghế có chỉnh điện rồi. Một em xe cũng đủ, nói chung là cơ bản là đủ. Chứ còn nếu mà để tính năng hiện đại hơn thì thường Toyota sẽ không đáp ứng cho chúng ta trọn vẹn. Nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ đáp ứng được một xe khung gầm động cơ rất là chắc chắn này. Và cái cảm giác lái khó có thể chiếc xe nào mà so sánh ngang với Fortuner. Và máy dầu nữa thì rất là thích hợp với nhiều bác mà nhiều khi phải sử dụng đi đường xa thì việc sử dụng máy dầu rất là tối ưu mọi người nhé. Bây giờ thì mời các bác sẽ di chuyển đến khu vực phần khoang máy. Có một điểm trừ là một chiếc xe tiền tỷ như thế này mà phần khoang máy chỉ không có nắp thủy lực các bác nhé. Em chê cái điểm này là chê nặng luôn rồi này. Mở hơi đau tay một tí. Đấy. Không phù hợp cho phái nữ. Một chiếc xe thể hiện độ nam tính của phái nam mọi người nha. Đi vào cận cảnh. Các bác là cận cảnh nhìn tổng quan dàn máy móc. Mua bán bên em thì đều có cam kết bằng văn bản cho mọi người nhé. Em Fortuner này thì sẽ là cũng được khá là nhiều khách hàng quan tâm vì độ rộng rãi, cảm giác lái cũng như là tính năng bền bỉ theo thời gian. Và đó là em Toyota Fortuner sản xuất 2020 mọi người nhé. Đã có mức giá bán tại showroom là hơn 900 thôi. Bác nào quan tâm cụ thể thì alo trực tiếp cho em nhé. Xin chào mọi người ở những video tiếp theo.